Xong rồi Nhật xin chào các bác nha. Em lên sóng giới thiệu các bác một chiếc lò vi sóng 3D Nhật, mặt gương cực đẹp luôn. Mặt gương các bác nhé. Các bác đặt vào trong bếp thì soi gương được luôn, nhất là chị em vừa nấu nướng vừa soi gương nhé, rất sang trọng. Đấy. Một con gần như mới. Năm sản xuất của nó là 2021 các bác này. Đấy. Các bác nào yêu đời cao nhé. Đây. Đời cao thì các bác lấy con này luôn, đời 2021. Đây, nó sản xuất tại tất cả tại nhà máy Trung Quốc bây giờ, các đồ bây giờ các bác nhé. Các bác cứ nhìn thấy China này, China này thì các bác lại bảo là hàng tàu, không phải đâu ạ. Giờ tất cả các cái công ty, các cái hàng Nhật nội địa nó đều đặt nhà máy ở bên Trung Quốc hoặc Việt Nam hoặc các cái nước châu Á hoặc những nước có cái nguồn nhân công rẻ, họ đặt ở bên đấy như vậy. Tình trạng như mới luôn các bạn, mặt gương cực đẹp. Bên trong nội thất thì gần như là không dùng rồi. Con này thì bên Nhật chắc là họ chưa dùng đến, như mới tinh. Cái chiếc này nó là 17 lít các bạn nhé, vi sóng. Đấy, vi sóng 17 lít em bán là 2,9 triệu, bảo hành 6 tháng cho các bác. Menu thì dễ dùng thôi, ấm mới phát là các bác là có một cái menu vi sóng luôn này. Đây là làm nóng nước này, hâm sữa này, đây nóng thức ăn này, theo trọng lượng này. Đây thì các bác chuyển đổi sang vi sóng giã đông này, 500W để các bác giã đông nhé. Còn đây thì các bác chọn thời gian 10 phút này. Đây 1 phút nó tương đương 100g, 10 giây thì 10g. Đấy, mình có thể chọn được ở đây, sau đó mình bấm đây bao nhiêu thời gian mình giã đông. Đấy, cái này rất là dễ dùng thôi. Một chiếc mặt gương rất đẹp các bác nhé. Các bác nào lấy các bác lô xem nhá, nhỏ gọn, 17 lít, sang trọng, Nhật nội địa, điện 100V các bác nhé. Kích thước bên ngoài của nó đây, đây 485 như này, các thứ này. Công suất của nó là 1.300W, điện 100V Nhật Bản, như gần như mới tinh các bác nhé. Chào các bác.